Ngày 12 tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các bị can trong vụ nổ súng bắn chết cô gái 22 tuổi ở Long Biên, Hà Nội. Đến nay, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can Đinh Xuân Sáng 40 tuổi, trú tại Hà Nam, Vũ Thành Quang 30 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội và Nguyễn Xuân Đạt 33 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm Hà Nội để điều tra về tội giết người. Bên cạnh đó, công an đã bắt giữ thêm nghi phạm Phạm Trọng Lưu, 53 tuổi, quê tỉnh Nam Định và Hoàng Văn Hiệp, 41 tuổi, quê tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Theo công an, bị can Vũ Thành Quang có hai tiền án về ma túy, Nguyễn Xuân Đạt có một tiền án về ma túy và một tiền án về tội cố ý gây thương tích, Đinh Xuân Sáng có một tiền án về ma túy và một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 ngày 2 tháng 7, chị Tê Quy Hát, 22 tuổi, chú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng một số người bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Trong quá trình tụ tập, sáng ngay được lời nhận xét từ nhóm người vừa gặp về cái đầu chọc của mình nên bực tức. Sáng và Quang sau đó rời cuộc vui về phòng trọ. Tại đây, Quang gọi điện cho Đạt kể lại sự việc. Khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 7, Đạt đến gặp sáng, Quang, rồi cả ba mang theo khẩu súng bắn đạn bi, lên ô tô quay lại tìm nhóm đối phương để nói chuyện. Sáng khai về kế hoạch trả đũa nhóm đối phương. Tôi nói với Quang là cầm súng theo chỉ để đe dọa, nếu nhóm đối phương ngoan thì bỏ qua, còn không thì xuống đánh vào mặt. Khoảng 4 giờ 30, khi cả ba đến ngôi nhà ở tổ 3 phường Thượng Thành, thì thấy nhóm của chị Hát lúc này cũng đi từ trong nhà ra. Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm này bảo chạy. Sáng liền chạy ô tô đuổi theo, đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp ngõ cụt nên nam thanh niên đi xe máy chở chị Hát, liền quay đầu xe. Sáng nhìn thấy liền hạ kính ô tô, cầm súng chĩa về nhóm chị Hát, hô đứng lại. Thì nhóm đối phương không dừng lại nên sáng cầm súng bắn một phát, khiến chị Hát trúng đạn chết. Tại cơ quan công an, Sang nói nhận thức hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, phạm tội giết người. Cũng theo lời sáng, thời điểm nổ súng, bị can hoảng loạn vì không biết bắn chung ai, sợ nổ súng sẽ bị công an bắt. Sau đó anh ta biết mình bắn trúng một người nên càng hoảng loạn tìm cách bỏ trốn. Trên đường lái xe bỏ trốn, Sang vứt khẩu súng gây án xuống một con sông tại khu vực huyện Kim Bảng, Hà Nam. Sáng sau đó gọi điện cho Phan Trọng Lưu, 53 tuổi, quê Nam Định đến đón. Khi gặp Lưu, Sáng kể lại việc vừa dùng súng bắn một cô gái ở Hà Nội sáng nhờ lưu chở mình và khánh hỏa để đi trốn, lưu đồng ý và chở sáng đến khu vực huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. tại đây sáng xuống xe và tiếp tục hành trình bỏ trốn. tuy nhiên bằng sự quyết tâm kiên trì lần theo dấu vết, lực lượng công an đã bắt giữ được sáng khi đang lần trốn tại khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. sáng phân trần, trên đường bỏ trốn tôi nghe tin nạn nhân chết nên nghĩ phải bỏ trốn thật xa, mong qua thời điểm nóng gia đình nạn nhân bớt đau buồn thì sẽ về đầu thú nói về việc chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng nổ súng bắn chết người sáng cho biết rất ăn năn hối hận vì thiếu hiểu biết bị can sáng cuối mặt sự việc chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhưng bị can đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng mong gia đình nạn nhân cho tôi một cơ hội mong pháp luật tạo điều kiện khoan hồng nói và cho hay không nghĩ súng bắn đạn bi có thể gây thương tích nặng dẫn đến chết người như đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, lực lượng công an thành phố Hà Nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ công an và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ tử vong ở quận Long Biên, hôm sáng sáng ngày 3 tháng 4. Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Nạn nhân là chị Hát, sinh năm 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và ba đối tượng trong vụ án là Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại cửa Đông, Hoàn Kiếm, trong đó sáng là người nổ súng bắn đạn bi khiến chị Hát tử vong. Tiến hành điều tra, ngày 5 tháng 7, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã phối hợp bắt giữ Vũ Thành Quang và vận động đối tượng Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú về trùng cuối Đinh Xuân Sáng, ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng nguy hiểm này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt kẻ gây án. Sau 7 ngày đêm kiên trì lần theo dấu vết đối tượng, đến khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, lực lượng công an thành phố Hà Nội do Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An, đã bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ súng và đặc biệt là nhân thân ba đối tượng trong vụ án nhận thấy bọn chúng có những điểm tương đồng đó là cả quang đạt sáng đều có hai tiền án trong đó đều có tiền án về tội danh liên quan đến ma túy cụ thể vũ thành quang có hai tiền án đều về ma túy nguyễn xuân đạt có một tiền án về ma túy một tiền án về cố ý gây thương tích Riêng Đinh Xuân Sáng, ngoài án ma túy, tên này còn có tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khác với Quang và Đạt, thường giặt nhà, thậm chí làm ăn ở các tỉnh Việt Nam, sát thủ sáng sau khi ra tù lại quay về quê nhà và thi thoảng lại đi các tỉnh chơi với đám bạn cũ, như lời kể của một cán bộ cơ sở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm. Tại quê nhà, Đinh Xuân Sáng không có nhiều biểu hiện bất minh. Gã đã bảo vợ và mới kết hôn với cô gái trẻ kém cả trên dưới 20 tuổi. Vợ chồng Sáng mới vay vốn ngân hàng để đầu tư nông nghiệp. Trở lại sự việc diễn ra sáng ngày 3 tháng 7 tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên tối mùng 2 dạng sáng mùng 3, sáng cũng mới ở quê ra Hà Nội chơi, theo lời mời của đám bạn xã hội. Quá trình tụ tập tại nhà một người bạn ở tổ 3 phường Thượng Thanh sáng ngay được lời nhận xét có phần bỡn cợt về cái đầu chọc của gã, từ phía nhóm người vừa gặp. Thậm chí khi nghe sáng dọa, chọc đầu do từng ngồi tù vì giết người, thái độ bỡn cợt của cánh bạn mới gặp vẫn không dừng. Sáng và Quang sau đó rời cuộc vui, đi gặp đạt và kể lại việc bị trêu chọc bởi cái đầu chọc. Lập tức ba tên lái ô tô quay lại tìm nhóm người kia. Lúc này chị Hát ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển, cũng vừa rời ngôi nhà ở tổ ba phường Thượng Thành. Nhóm sáng đuổi theo và đến khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì bắt kịp. Sáng trịa súng định bắn người Nam giới nhưng viên đạn đã trúng tay xuyên vào phần ngực của chị Hát. Do thương tích quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi. Như đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, lực lượng công an thành phố Hà Nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ công an và các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng sinh năm 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ tử vong ở quận Long Biên hôm rạng sáng ngày 3 tháng 7. Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra tại khu vực ngõ 264, đường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Nạn nhân là chị H sinh năm 2022, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và ba đối tượng trong vụ án là Vũ Thành Quang sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm. Trong đó, Sáng là người nổ súng bắn đạn bi sắt, khiến chị Hát tử vong. Tiến hành điều tra, ngày 5 tháng 7, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã phối hợp bắt giữ Vũ Thành Quang và vận động đối tượng Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú. Về chung cuối Đinh Xuân Sáng, ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng nguy hiểm này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt kẻ gây án. Sau 7 ngày đêm kiên trì, lần theo dấu vết của đối tượng, đến khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7, lực lượng công an thành phố Hà Nội do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và đồn biên phòng Mỹ Quý Tây tỉnh Long An đã bắt giữ thành công Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ súng và đặc biệt là nhân thân ba đối tượng trong vụ án nhận thấy bọn chúng có những điểm tương đồng đó là cả quang đạt và sáng đều có hai tiền án trong đó đều có tiền án về tội danh liên quan đến ma túy cụ thể vũ thành quang có hai tiền án đều về ma túy nguyễn xuân đạt có một tiền án về ma túy một tiền án về tội cố ý gây thương tích riêng đinh xuân sáng ngoài án ma túy tên này còn có tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng Khác với Quang và Đạt, thường giặt nhà, thậm chí là làm ăn ở các tỉnh phía Nam, sát thủ sáng sau khi ra tù lại quay trở về quê nhà và thi thoảng lại đi các tỉnh chơi với đám bạn cũ, như lời kể của một cán bộ cơ sở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm. Tại quê nhà, Đinh Xuân Sáng không có nhiều biểu hiện bất minh. Gã đã bỏ vợ và mới kết hôn với một cô gái trẻ kém gã trên dưới 20 tuổi. Vợ chồng Sáng mới vay vốn ngân hàng để đầu tư nông nghiệp. Trở lại sự việc diễn ra vào dạng sáng ngày 3 tháng 7 tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Tối ngày mùng 2, dạng sáng ngày mùng 3, sáng cũng mới ở quê ra Hà Nội chơi. Theo lời mời của đám bạn xã hội, quá trình tụ tập tại nhà của một người bạn ở tổ ba phường Thượng Thanh, sáng nghe được lời nhận xét có phần bẫn cợt với cái đầu chọc của gã. Từ phía nhóm người vừa gặp, Thậm chí khi nghe sáng dọa là chọc đầu do từng ngồi tù vì giết người thì thái độ bẫn cợt của cánh bạn mới gặp vẫn không dừng. Sáng và Quang sau đó đã rời cuộc vui, đi gặp Đạt và kể lại việc đã bị trêu chọc bởi cái đầu chọc. lập tức ba tên lái ô tô quay lại tìm nhóm người kia. Lúc này, chị Hát ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển cũng vừa rời ngôi nhà ở tổ 3 phường Thượng Thanh. Nhóm sáng đuổi theo và đến khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì bắt kịp. Sáng chĩa súng định bắn người nam giới, nhưng viên đạn đã trúng tay xuyên vào phần ngực của chị Hát, do thương tích quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi. you <music>